con sóc nó đang múa trên mấy cái khúc gỗ. Ồ, nó bay nó nhảy quá. Chào mọi người. Chiều nay mình ngồi ngoài hiên nhà phía sau nhà để đón con gái về. Nó mới vừa đi xuống xe buýt về kìa mọi người ơi. Thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây. Này là nó đi đường tắt. Nó về nhà cho nó nhanh. Còn đi đường chính thì phải xa gấp đôi. Hi. Hello. How are you? Đi học vui không con? Vui. Vui hả? Cực. Cực sao? Đi cái chỗ đường kia kìa. À, leo xuống cái dốc gì đúng không? Đây là cái cặp của bé. Trong đây nó gồm có những gì nha. Trong đây là tất cả cái hành trang mà bé nó đi học hàng ngày ở bên Mỹ đó. Rồi. Trong đây nó có nè. Một quyển sổ để ghi chú. Sổ này thì nhà tự mua cho bé thôi. Muốn thích sổ kiểu gì thì mua sổ kiểu đó. Cái laptop nhỏ thôi, mini thôi chứ không có to quá. Bé nào cũng được cung cấp một cái máy laptop miễn phí, trường cung cấp. Cái bìa hồ sơ này là trường cũng trang bị cho em bé nè, để đựng những cái tờ mà làm bài ở trên lớp ấy. Và cũng không có sách gì, sách vở gì hết, học tất cả trên internet, trên máy laptop hết, với lại mấy cây viết. Bé sử dụng chủ yếu là bút chì. Tất cả là như đây rồi, hết rồi đó cô chú ơi. Còn mấy cái tờ giấy này, mấy tờ giấy nháp bé nó vẽ bằng nhàn rồi. Xin chào mọi người. Thì hồi nãy mình giới thiệu cho mọi người thấy cái hành trang đi học của học trò ở bên Mỹ đó các bạn. Thì các bạn thấy thì sao? Cái cặp của họ, của các bé nó chỉ có như vậy thôi đó các bạn. Hồi xưa bé mình nó học ở bên Việt Nam á, mình thấy nó quá vất vả luôn. Ngày nào cũng phải vác cái giỏ đi nặng cả 5-7 kg, chục ký các bạn ạ. Khoảng 7 ký. Người thì các bé thì còn bé, mới có nhiều lớp mấy trường tiểu học đó các bạn. Mà vác cái cặp quá nặng để đi học hàng ngày, coi như là nó rất ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh. Không biết là cái nền giáo dục của Việt Nam mỗi năm mỗi cải cách, mà mình thấy không hiểu cải cách kiểu gì mà học trò cái cặp nó càng ngày nó càng nặng lên, chứ nó không có được giống như là các cháu không được giải thoát qua khỏi cái gánh nặng đó các bạn. Bên cạnh đó còn có một cái vấn đề nữa là hồi xưa ở bên Việt Nam, ngày nào mình cũng phải ngồi học chung với bé, hướng dẫn cho bé làm bài tới thường là 11, 12 giờ khuya, có hôm tới 1, 2 giờ sáng mới xong các bạn ạ. Mà cháu thì là chỉ có học tiểu học thôi mà vất vả như thế đấy. Hầu như cháu nó không có thời gian để chơi, để giải trí gì hết các bạn ạ. Tối ngày cắm đầu, cắm mặt vô để học hành thôi. Thì các cháu học hành vất vả như vậy thì không biết là mai mốt có trở thành những vĩ nhân vĩ đại để đưa đất nước Việt Nam trở thành cường quốc của thế giới hay không. Hy vọng là những cái cải cách của nền giáo dục Việt Nam đưa lên những cái gánh nặng cho học trò như vậy thì sẽ đem lại được cái hiệu quả. Mình không biết là hiệu quả nó như thế nào, nhưng mà mình thấy Việt Nam các bạn có thể nhìn thấy là so với các nước ở trên thế giới thì như thế nào thì các bạn biết rồi ha. Bây giờ cái mặt bằng lương của người bên Việt Nam nó còn thua cái mặt bằng lương của bên Campuchia nữa các bạn. Hồi xưa mình làm một cái công ty ở bên Việt Nam á, là họ có cái chi nhánh ở bên Campuchia.
thì mình đi qua Campuchia để mình tuyển người ấy, mình biết cái mặt bằng lương ở bên đấy nó cao hơn mặt bằng lương của người bên Việt Nam rồi các bạn. Đấy, thì không biết là đất nước mình rồi sẽ đi về đâu. Rất là thương cho đất nước mình các bạn, và rất là tội cho các con người Việt Nam, đồng bào Việt Nam mình còn ở đất nước. Hy vọng là tương lai của mọi người sẽ ngày càng được cải thiện tốt đẹp hơn, từ về giáo dục tới nền kinh tế tới cơ sở hạ tầng nha các bạn. Có một vấn đề nữa là mình thấy ở phía trên mà cái kênh Phố Bonsa ấy, mình tình cờ mình coi được một cái video có một cái chú Việt Kiều, với chú nói về cái vấn đề là Việt Kiều có nên về nước hay không, ở hay không. Thì thấy chú hay nhấn mạnh về những cái vấn đề là chỉ cần có tiền á, thì về Việt Nam sống thì rất tốt, bảo hiểm thì rất rẻ, ý là bảo hiểm của nhà nước đó các bạn, bảo hiểm bắt buộc thì đúng là rẻ thật. Có tiền thì mua bảo hiểm sức khỏe, chọn bệnh viện nào cũng được, bệnh viện giờ toàn ở bên Việt Nam, những bệnh viện mà bệnh viện quốc tế toàn 5 sao. Thì có đúng như vậy không? Ở đâu cũng sướng hết á nếu mình có tiền. Ở đâu cũng sướng hết nếu mình có tiền. Cái đó nói vui vậy thôi nha, bây giờ tôi đi sâu vào vấn đề này tí. Thì sau gần đây thì có những cái người Việt đã trở về Việt Nam sinh sống, theo tôi biết thì khá đông đó, không phải lễ cho, nhất là những người lớn tuổi. Thì bây giờ tôi nói vậy, để về Việt Nam sống đâu phải là dễ. Chúng ta có 15-16 đô, 360 ngàn. Mà tôi có về tôi tham khảo, tôi mới hỏi mấy người ở Việt Nam, tôi hỏi vậy, cái giá này người Việt chấp nhận không? Họ nói, cái người bình thường họ cũng nói quá rẻ. Mình còn đối với mình thì cỡ nào, người Việt Nam còn thấy rẻ mà. Nhưng mà nói về dịch vụ thì ok lắm, sạch sẽ, tôi nói vô sạch sẽ đâu ra đó đàng hoàng, bước vô như vô khách sạn vậy đó. Nó thì dù gì á, cái vấn đề y tế Việt Nam bây giờ nó cũng khá lắm, người ta tư nhân họ mở ra ồ ạt, họ làm kiếm tiền chứ anh, chứ đâu phải là họ làm free đâu. Đó thì tùy thôi, người nào có tiền thì cứ bước vào những chỗ đó, không có tiền thì vô những cái bệnh viện của chính phủ. Thì tất nhiên là cái bảo hiểm á, cái bảo hiểm nó chỉ cover ở cái giá bệnh viện chính phủ thôi. Nếu bây giờ anh cũng sướng, ở đâu cũng sướng, ở đâu cũng khổ hết trơn á, nhưng mà cái chuyện mà có tiền, khẳng định luôn, có tiền thì ở đâu cũng sướng. Đó là tình hình nó lại vậy, nên đừng có nghĩ mà. Nhưng mà tôi thấy không, nhiều người bên đây cái hay lầm quá. Cái hay lầm quá là nó về mà nó được ăn cái gì, uống cái gì, chết rồi. Không lẽ người ta chết hết, tôi thấy nào bên đó người ta khỏe mạnh sao? Thì mình nghĩ là chú ở bên Mỹ, có lẽ chú không biết tình hình rõ ràng bên Việt Nam nó như thế nào. Bên Việt Nam đúng là cái bảo hiểm mà về cho bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm gọi là bảo hiểm y tế bắt buộc đấy, thì nó rất rẻ, có vài trăm ngàn trong 6 tháng thôi đấy. Nhưng mà tiền nào của nấy, đúng không các bạn? Các bạn nào mà sử dụng cái bảo hiểm đấy thì các bạn biết đấy. Cái hệ thống mà khám sức khỏe cho cái hệ thống bảo hiểm nó khác với hệ thống khám sức khỏe cho mà những người ở ngoài mà không khám theo bảo hiểm nha các bạn. Tức là cái dịch vụ nó không bằng, cái thuốc nó không bằng luôn các bạn ạ. Và những cái mà phương tiện để chữa trị thì nó sẽ cũng không bằng luôn. Nói chung là tiền nào của nấy. Và các bạn mà sử dụng cái đó, các bạn muốn đi lên bệnh viện to tuyến trên nó khó lắm nha. Phải bệnh viện tuyến dưới nó viết chuyển viện cho bạn. Bạn còn không là bạn bị giữ ở những cái bệnh viện mà tuyến dưới á, để chữa. Cho nên là hưởng được những cái, nếu mà mua cái bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế của nhà nước thì đấy, vô hình chung có khi các bạn còn hứng bệnh vào người á. Bởi vì không được tiếp cận những cái loại thuốc tốt, không được cái hưởng cái dịch vụ tốt, và không được hưởng những cái tay nghề bác sĩ tốt từ những bệnh viện tuyến trên. Bên Mỹ nó có phân biệt ra như vậy không các bạn? Không nha các bạn. Bạn cứ vô bệnh viện nào thì bạn vô thôi, rồi người ta hỏi mình là có bảo hiểm kiểu gì đấy, thì đưa cái thẻ bảo hiểm cho người ta biết, rồi người ta sẽ trả tiền ở cái bên công ty bảo hiểm như vậy đấy, theo cái phần trăm mà cái giá trị bảo hiểm mình mua. Còn cái nữa là họ đánh giá là bệnh viện 5 sao. Thì thực tế thôi, thì
năm sao là chỉ nhìn ở cái mặt về cái sự sạch sẽ thôi, cơ sở thôi, còn về máy móc người đấy không biết đâu, cái chú đó không biết đâu, ngay cả mình cũng không biết luôn. Nhưng mà khi mình làm việc á, mình kinh nghiệm mình mới thấy như này, tức là trong công ty của mình có rất nhiều người nước ngoài từ các nước, ví dụ như Úc này, Singapore, Nhật Bản này và một số nước khác nữa, thì theo cái quy định của nhà nước là họ vẫn phải mua cái bảo hiểm y tế bắt buộc, tức là công ty vẫn phải mua cho họ. Tuy nhiên khi mà họ đi khám bệnh á, hoặc là chữa bệnh á, có bệnh thì chữa, họ không sử dụng cái bảo hiểm đó đâu các bạn. Họ chỉ phải mua do nhà nước mình bắt buộc thôi. Cho nên là cái phần mà người nước ngoài, người lao động nước ngoài mua cái bảo hiểm y tế của Việt Nam á, là nhà nước lời hết luôn. Họ không có sử dụng, chỉ đóng tiền cho nhà nước thôi, nhưng mà họ không có sử dụng. Mà công ty phải mua cho họ một cái chế độ gọi là bảo hiểm sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế cơ các bạn. Họ chỉ sử dụng cái đó thôi. Đấy. Và một số các tiêu chuẩn là phải là được, tức là họ đi tới nước nào họ chữa cũng được trả tiền nữa. Cho nên là nếu mà họ bệnh nặng á, một số người người ta bệnh nặng hoặc là có nguy cơ, người ta cảm thấy là người ta yếu, người ta muốn chữa bệnh, là người ta đi về nước để người ta chữa nha các bạn. Hoặc là ra một cái bệnh viện nào đó ngoài Việt Nam, ngoài quốc gia lãnh thổ Việt Nam họ chữa. Bởi vì họ biết là cái chất lượng y tế của ngành bên Việt Nam như thế nào, dù là bảo hiểm của họ, bảo hiểm sức khỏe công ty mua cho họ luôn đấy. Tức là họ có thể chọn cái bệnh viện mà họ nhập viện tại lãnh thổ Việt Nam nhưng họ không nhập các bạn. Đấy. Trước khi mà mình đi qua Mỹ này, thì có cái đợt cái phổi mình đau quá, cứ ho hoài đau, nó hơi đau nhói nhói. Mình sợ là bị ung thư phổi là gì. Mình tới cái trung tâm bệnh viện ung bú mà mới nhà nước mới xây ở bên chỗ bên quận 9, các bạn vô các bạn biết, như là một cái khách sạn 5 sao đồ sộ và rất là nguy nga tráng lệ. Máy móc mà nhìn thấy lăng cóng hả các bạn ha. Các bạn vô và các bạn rợp mắt luôn, các bạn nghĩ trời đúng là bệnh viện 5 sao mà đúng đấy các bạn, nhìn vô tưởng 5 sao ấy. Và khi người ta chụp hình cái phổi mình á, người ta phán ra bệnh này bệnh kia này kia, mình nói với chồng mình, nhưng mà cũng sắp sát tới ngày để mình đi Mỹ rồi. Thế là đi qua Mỹ, người ta mình đeo theo cái đó. Nói chung là sau đó thì cơ thể mình nó cũng ổn, cho nên mình không có chữa, chỉ đau một tuần hai tuần sau là đi Mỹ rồi. Cho nên là mình đem cái hồ sơ đó đi qua bên Mỹ, chồng mình đem cái phim đó đi phim chụp đó cho bệnh viện bên Mỹ người ta xem. Người ta bảo sao bên Việt Nam còn dùng những cái loại máy lạc hậu như này để sử dụng, ở Mỹ người ta đã bỏ cái loại máy này từ lâu lắm rồi, không sử dụng tới. Thế ra mình bây giờ mình mới té ngửa, mình biết ra là cái trung tâm ung bú ở bên quận 9 là rất mới, rất là rất mới luôn, của hệ thống mà bệnh viện trung tâm ung bú của Việt Nam, của thành phố Hồ Chí Minh, rất là đồ sộ. Nhưng mà các bạn không có vỡ lẽ ra được cái chuyện là người ta dùng những máy móc đã lạc hậu. Không ai ngờ tới các bạn ơi, chỉ có người trong bệnh viện người ta biết thôi. Đấy. Thì như vậy các bạn nghĩ là cứ có tiền mua bảo hiểm rồi xong là được chữa trị, thành ra sống ở đâu cũng được. Rồi người có tiền thì người ta, chú đấy lại còn bảo là người đó, người nào có tiền đó thì người ta sẽ biết cách mua đồ ăn, thực phẩm tốt ở những cái siêu thị lớn để không bị ung thư. Do Việt Nam mình bây giờ có ung thư nhiều quá, do qua đường ăn uống, bị trẻ hóa về ung thư, các bạn trẻ cũng bị. Thì nó có thực sự đúng như vậy không? Cái đó cũng là cái nhận xét phiến diện luôn. Chú đấy chủ quan, chú nghĩ như vậy. Nhưng mà thực tế mình cũng đã trải qua như thế nào. Mình đã từng mua một số táo rất ngon, người ta bảo là táo New Zealand, nhập ở New Zealand qua, và mua trong một cái siêu thị lớn. Mình xanh người mình quên luôn là mình để trong cái mấy quả táo đấy trong cái ngăn tủ học bàn, trong cái bàn làm việc của mình. Nghỉ vài tháng, quay lại các bạn biết không, quả táo nó vẫn còn tươi nguyên. Mình nghỉ 6 tháng nuôi em bé lúc mới sanh, mà mình quay lại mình mở ngăn kéo là chết cha còn quên,
táo mà nó vẫn còn tươi nguyên sau 6 tháng các bạn ạ. Nhưng mà khi mình cắt ở trong ra thì trong nó thối rữa hết, nhưng bên ngoài vẫn còn căng tròn bóng đẹp các bạn ơi. Nhìn cứ tưởng là một trái tươi mới hái xuống, nhưng bên trong thì nó đâu cũng đã thâm ấy rồi. Các bạn nghĩ thì như vậy là có tiền thì mua đồ tốt được không? Không có đồ tốt mà mua các bạn ạ. Bây giờ nó trá hình nhiều lắm. Cho nên là cái chuyện mà thật sự mà sống ở Việt Nam thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thẳng. Thậm chí là cái đau lòng nhất là có tiền mà cũng không thể sử dụng được những cái chất lượng. Bởi vì cái mà kiểu mà chất lượng và an toàn về vệ sinh thực phẩm này kia chứ không có được coi trọng các bạn. Cho nên là cái nhìn của chú đó rất là phiến diện. Và các bạn thử nhìn xem, chú đã ngồi nói chuyện chính sự, thời sự, mà chú đấy ngồi trong một cái khuôn viên, các bạn nhìn thấy các bạn biết là gì không? Cái nhà vệ sinh ở bên Mỹ đó các bạn. Các bạn thấy cái chỗ mà cái vòi mà người ta tắm từ trên xuống không? Cái hoàn cảnh kinh tế của chú như thế nào mình thấy chắc cũng bi đát. Không có một cái chỗ để ngồi để quay phim cho đàng hoàng mà ngồi trên phố Bôn Sa, kênh phố Bôn Sa để nói chuyện cho mọi người cùng nghe. Mà trong một cái background tệ hại như vậy thì làm sao mà chú có cơ hội để mở mang tầm mắt và biết những cái vấn đề của xã hội để mà đưa cho ra những cái nhận xét, những cái tư vấn, cái tầm vĩ mô như vậy cho người nghe, cho các cô chú bác anh chị em Việt kiều nghe, là có nên về Việt Nam sống hay là không. Và cái đánh giá của chú đấy cũng rất là phiến diện ở cái chỗ là chú chỉ đánh giá về ăn uống và về y tế, nhưng mà nhu cầu của con người cũng rất cần ở cái sự là an toàn thì chú đó không hề đề cập tới. Tức là cái tầm nhìn của chú vẫn bị giới hạn và hạn hẹp. Thì ngồi trong một cái nhà vệ sinh như vậy để nói chuyện thời sự, thế sự lên một cái kênh cũng khá nổi tiếng như vậy thì mình thấy là có thể là cái kênh này đã chọn nhầm người để nói chuyện đó rồi. Tầm nhìn của chú này không có bao quát và không có kinh nghiệm nhận diện, rất là chủ quan. Duy ý chí, gọi là duy ý chí, bên Việt Nam hay gọi là chủ quan duy ý chí. Thì thí dụ như các bạn thấy này, an toàn là an toàn nào? Các bạn ngồi trong nhà, nó cũng vô, nó cướp, nó giết. Các bạn để đồ đâu, hở chúc, nó nhoáy mắt, nó lấy mất, thì đâu có an toàn đúng không các bạn? Rồi động vật nuôi, chó mèo này kia là thỉnh thoảng là mất tiêu. Đấy, thì bên Mỹ nó rất là hiếm cái chuyện đó nha các bạn. Cái chuyện mà trộm cắp thì bên Mỹ cũng có nhưng rất hiếm. Bạn thấy là ở khắp nơi người ta ở, người ta không cần làm hàng rào luôn đó các bạn. Còn ở bên Việt Nam mà có hàng rào, nó còn bẻ hàng rào, nó bẻ khóa để nó chui vào trong nhà nó ăn cắp nữa các bạn. Và giết người trong nhà để lấy đồ nữa. Thì như vậy có đáng để mình quyết định là ở lại hay là ra đi hay không? Cái đó là tùy mỗi người. Nhưng mà cái tình hình thực tế là như vậy đó các bạn. Nhà mình ở bên Việt Nam các bạn lắp camera hệ thống báo động khắp mọi nơi. Hàng rào ở bít bùng luôn. Mà vẫn có người ta muốn xâm nhập vào đó các bạn. Mình nhìn camera ở bên Mỹ, mình có thể ngồi nhận camera nhìn xem nhà bên Việt Nam của mình nó như thế nào. Mình thấy có người ta cố gắng người ta vào đó. Thấy kinh chưa? Đấy. Rồi còn cái vấn đề nữa nó lớn hơn mà lại liên quan tới hơi gọi là chính trị một tí. Mình thì mình không có thích nói chuyện về chính trị, nhưng mà nó lại liên quan tới cái đời sống của con người. Đó là gì? An toàn. Các bạn ở Việt Nam các bạn nghĩ có an toàn hay không? Có thể là các bạn không nói ra nhưng mà trong đầu các bạn cũng hiểu. Mình đi công tác ở bên cái khu vực miền Bắc, khu Bắc Ninh, để tìm những cái nhà xưởng cho công ty mua lại hoặc thuê lại. Các bạn biết sao? Mình tới các nơi đó mình thấy toàn chủ người Trung Quốc không? Trời ơi! Không ngờ luôn, mình tới đấy mình thấy ví dụ tìm mua miếng đất này, tìm mua cái nhà xưởng kia, toàn người Trung Quốc không các bạn ơi. Rồi bây giờ thí dụ các bạn thử qua bên chỗ những Nha Trang là gì, người Trung Quốc nhiều lắm.
Và các bạn thấy là Nga chiến sự với Ukraine, ở Ukraine thì liệu con người mà ở đất nước đó bị chiến tranh như vậy, người ta có muốn sống ở đó không ạ? Người ta rất có thể người ta yêu nước, người ta vẫn muốn sống, nhưng mà hầu như là người ta sẽ muốn ra đi để không phải hứng bom đạn các bạn, không phải chịu chết chóc vì chiến tranh. Bên Việt Nam sát bên cái người đồng chí to bự, nó cũng cùng chung như vậy thôi. Không sớm thì muộn. Người của họ thì cũng đã khắp mọi nơi trên đất nước mình rồi các bạn, trà trộn đầy rồi. Đấy, thành ra là yêu đất nước thì yêu lắm, yêu con người Việt Nam cũng yêu lắm, nhưng mà chọn ở một nơi nào để sống là cân nhắc cho thật kỹ. Sự an toàn về cuộc sống, sự an toàn về y tế, sự ổn định phát triển về giáo dục có đạt hay không các bạn? Không đạt. An toàn về thực phẩm cũng không đạt luôn. Bạn có tiền bạn cũng không. Đấy, như mình nói, có tiền muốn vô cái bệnh viện mà đầy đủ máy móc để chữa cũng không có đâu các bạn. Nhìn ở bên ngoài thì nó đẹp đấy, nhưng máy móc không đủ, không đủ hiện đại, không đủ, không đủ cao cấp. Và kế bên đất nước nhỏ bé mình, kế bên một cái ông nghè to tổ bố như thế thì các bạn có lo không các bạn? Có lo một ngày nào đó đất nước mình cũng giống như đất nước Ukraine hay không? Đấy, mình nói sơ như vậy để cho các bạn hiểu. Đôi khi một số các cô bác Việt kiều bên Mỹ lâu năm không còn được hiểu rõ về đất nước Việt Nam như thế nào. Mình rất ủng hộ những người yêu đất nước Việt Nam, thương con người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam mình. Và cũng rất là thương họ, bởi vì họ đang trải qua, vẫn còn phải nếm trải những sự mà thiệt thòi và vất vả các bạn. Và cái đó mà được cải tổ, được thay đổi, mình nghĩ còn lâu lắm, còn lâu lắm, thậm chí phải tới để chắt để chít may ra mới có một thay đổi nào đó. Và khi đất nước mình đã được thay đổi tới đó, để con người cảm thấy nó được sung túc đầy đủ và được ổn định về cái mặt về chính trị, về nói chung là về tất cả các mặt trên xã hội, y tế, về giáo dục, hạ tầng cơ sở, thì tới một lúc đó thì những cái nước xung quanh như Campuchia chẳng hạn, nó đã vượt bậc tới đâu rồi các bạn? Bởi vì bây giờ nó đã vượt hơn mình rồi. Mình đi qua bên đó công tác mình thấy rõ ràng mặt bằng lương của họ đã cao hơn người mặt bằng lương của người Việt Nam. Đó. Thì mình xin chia sẻ một số thông tin như vậy nhé. Mình xin chúc mọi người một tuần mới an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và bình an. Hồi này mình riêng ra video hàng ngày, mình thấy tương tác nó bắt đầu quay trở lại, cũng có một cái tín hiệu vui vui. Thì mong quý cô bác, anh chị em, các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng làm nhiều đề tài hơn nữa, thiết thực liên quan tới cuộc sống, để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tạm biệt.